Vâng, xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thì em có nhận được một kiện hàng được gửi từ công ty Tân Việt, công ty Tân Việt Group này, các số điện thoại cũng như là văn phòng đại diện cũng như là các bác xem là website này tânviệtgroup.com. Thì bây giờ em sẽ mở ra đấy để cho các bác xem là bên trong cái thùng này nó có những cái gì. Thì em sẽ mở ra cho các bác xem nhé. Rồi, ok, thì bây giờ sẽ mở ra cho các bác xem nhé. 8 chiếc là có những cái gì. Đây là hộp đựng là có là M506 và quay ngược lại đó, 306. 306 và 506 thì chất lượng âm thanh như nhau, tất cả như nhau, khác mỗi cái màu sơn. Thì đây em không biết là có phải là tất cả là đều là 506 không. Đấy thì như lúc em lên công ty em bảo là em lấy thì em lấy là 506, màu trông nó sang chảnh. Đấy. Trông nó hơi chảnh đi. Rồi, ok. Để em mở ra xem như nào. Đóng gói rất là bình thường luôn. Rồi, úi rồi, xịn chưa? Các bác thấy cái mic nào mà nó đóng gói xịn như này chưa? Đấy, này còn khóa này, kiểu như khóa áo này. Đấy. Bóc ra xem nào. Luồn tay bóc ra. Rồi, ok. Đây, tay mic đây. Nguyên này, nguyên cái băng dính này. Đấy. Các bác đấy là nguyên trạng như này nhé. Đấy. Phải bóc băng dính rồi, vừa dán xong lại phải bóc rồi. Đấy, rồi, ok. Đây cái phần tay mic này, các bác nhìn này. Xịn không? Này, chân này. Đẹp nhỉ? T-Plus M506. Rồi, mở cụ mic ra xem nào. Ái chà chà. Cũng được phết nhỉ? Không đến nỗi nào nhỉ? Các bác nhìn này. Đúng không? Cũng được phết đi chứ nhé. Khá đẹp. 506 à. À, cái vòng đệm này là sau này là có thể các bác dùng hai thể loại về là vẫn dùng cái dây cắm phổ thông với dây cố cắm và vặn xoáy để là dứt mà nó lại không bay đi được. Đấy, công tắc này thiết kế dưới. À, mic này chuyên dùng để cho hát live show. Ui giời ơi, mic này hát live show thì chắc tiếng hay lắm đây. Đấy. Rồi, ok. Xem là bên trong có gì nữa này. Trong chả có gì, có dây. Dây này không biết là dài mấy mét đây. Dây này nghĩ chắc là tầm 5 đến 8 mét thôi các bác ạ. Không dài lắm. 5-8 mét thôi, 5-8 mét. Giặc cắm này. Xịn nhỉ, chống dây cũng được đấy. Tháo này ra xem nào. À, cũng tương đối, khá là ngon. Rồi, ok. Thì cố gắng tí test thử, nhưng mà hiện tại là Hưng Yên một ngày mất điện các bác ạ. Em buồn, em chán, từ sáng đến giờ cứ buồn chán chán. Tiếp theo nữa là có mỗi hướng dẫn sử dụng. Professional Dynamic Microphone. Đấy. Ai chà, nó có cả thông số chi tiết này các bác này. Khá chi tiết luôn. Đây là tần số đáp ứng và cái điểm nhạy nhất của mic này từ khoảng 1 kHz đến 3 hoặc 4. Tức là 2,5 kHz đến 3 kHz là con này tiếng nhạy nhất. Tức là cho các bác cái tiếng mic rất là nhẹ, cực nhạy luôn. Còn luôn cả thông số chi tiết luôn này. Đấy, hướng dẫn luôn này. Xịn nhỉ. Góc phụ âm con này là không độ 180 độ à. Cũng được đấy. Xịn đấy. Cái này còn không chơi nữa thì chơi cái gì nữa đúng không à. Hiện tại như mic này bên em đang bán với mức giá là 750.000 một bộ. Và nếu mà các bác lấy hai bộ mic, một bộ đây đó là một cái hộp mà như em vừa giới thiệu với các bác ấy, là có dây này, hướng dẫn sử dụng này, với tiếp theo đó là tay mic cũng như là túi bọc. Trong cái túi bọc này xịn thế không biết này, quay giới thiệu thích mỗi túi bọc này thôi này. Thích mỗi túi bọc, còn lại chả thích cái gì nữa. Nói thế thôi nha. Thích túi bọc, thích cả tay mic,
thì bên em đang bán là 750.000 một bộ đấy. Còn các bác mà lấy càng nhiều thì bên em sẽ có giảm giá cho các bác một chút đấy. Tính là lấy loại P506 nhưng mà hiện tại là P506 giờ đang hết hàng đấy, chán quá. Lấy sang mẫu này cũng được, tiếng cũng khá là hay đấy. Rồi chắc là em sẽ thử trong video lần sau nhé. Hôm nay là video giới thiệu thôi. Còn các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp. Ví dụ các bác lấy hai bộ, tức là hai tay mic, thì giá chỉ còn có 1.400.000 thôi. Đấy. Các bác lấy ba này, ba bộ thì còn có 2.1. Đấy. Lấy càng nhiều cứ tính giá 7x3, 7x4, 7x5 đi. Tức là các bác lấy tầm 2 đến 3 tay mic. Lấy một đôi mic đây, một đôi mic có dây đi. Thì 1.400.000 lấy 3 chiếc là 2.1. Đấy, lấy 4 chiếc, 5 chiếc là thì các bác cứ tính theo cấp độ nhân 7. Đấy, còn đấy nẻ một chiếc, nếu một chiếc thôi thì bên em bán là 750.000. À đây, có luôn cái tần số đáp ứng này. Ngay trên bìa đây mà lại còn không nhìn thấy là 50Hz đến 14kHz. Đấy. Mặt form trông khá đẹp mà. Hàng nhập khẩu chính hãng nhá. Đây, cho các bác xem lại phiếu. Đây này. Đấy. Thấy chưa? Tân Việt Group này. Nhập khẩu chính hãng nha. Đó. Số điện thoại của em này. Rồi ok. Hẹn các bác clip lần sau nhé. Hôm nay giới thiệu thế này thôi. Nghe chừng là muốn test thử mà lại khó quá.